Vâng và hiện tại thì bây giờ đang là buổi trưa của ngày 12 tháng 1 năm 2023 Và buổi tối ngày hôm qua thì mình cũng có hẹn với mọi người là trưa ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục lên phân tích ở vị trí đường cầu sông Thủ Lô Cùng với một số cặp xiên 2 để cho mọi người tham khảo tại buổi chiều của ngày hôm nay Và ngày hôm qua trên kênh chúng ta cũng chiến thắng ở vị trí cầu đề đối với số 42 Mình phân tích cho anh em ở đường cầu bóng Anh em nào mà chiến thắng thì có thể là bình luận xuống bên dưới video Còn đối với cái vị trí cầu đề cho buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng có đăng tải cho anh em tham khảo từ buổi tối ngày hôm qua rồi những ai mà chưa theo dõi được thì mọi người có thể là quay trở lại với kênh của mình là kênh cầu đề siêu đét anh em tham khảo nhé còn đối với video hiện tại này mình sẽ tập trung cho anh em vào vị trí của cầu lô cầu xiên để mọi người chơi tại buổi chiều của ngày hôm nay đường cầu đầu tiên mình chia sẻ cho mọi người cặp song thủ lô thứ nhất thì đây là một cái sự kết hợp cũng khá là hay của vị trí giải đặc biệt và vị trí giải ba mình sẽ lấy cái số phát điểm bắt đầu từ ngày mùng 9 tháng 1 cho ngày mùng 10 và từ ngày mùng 10 cho ngày 11 tại giải đặc biệt thì mọi người lựa chọn cho mình là con số thứ ba cái vị trí này xuất hiện là con số 0 anh em lên nhớ cho mình đây là bảng kết quả mở thưởng ngày mùng 9 để nhận định cho ngày hôm sau là ngày mùng 10. Tiếp tục xuống giải 3 thì mọi người lựa chọn cho mình là con số thứ 3 của bộ số thứ 3. Cái vị trí này xuất hiện là con số 4. Nó kết hợp với nhau chúng ta sẽ có cặp là 0440. Và bảng kết quả mở thưởng của ngày mùng 10 thì cũng đã trả về chúng ta là số 40 ở đây. Và 04 thì không có. Nói chung là hai con trả về một. Và hai con trả về một này chúng ta đánh cân tiền, ví dụ như anh em đánh mỗi con 50 điểm, thậm chí 100, 200, 300 điểm chúng ta vẫn chiến thắng bình thường. Rồi tiếp tục một cái vị trí nữa là bảng kết quả mở thưởng của ngày mùng 10 cho ngày hôm sau là ngày hôm qua đấy, ngày mùng 11. Thì tại vị trí giải đặc biệt đây chúng ta lựa chọn là con số thứ 3, chúng ta xuất hiện là con số 1. Tiếp tục xuống giải 3 chúng ta lựa chọn đây là vị trí con số thứ 3 của bộ số thứ 2 xuất hiện là con số 2. Kết hợp với nhau chúng ta có cả cặp là 1 2 2 1. Đấy thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua thì cũng đã trả về là con số 12 ở đây tiếp tục hai con trả về một đường cầu cũng cực kỳ là ổn định rồi thì tiếp tục vẫn tại cái vị trí đường cầu này mình sẽ nhận định ở cái bảng kết quả mở thường còn ngày hôm qua cho buổi chiều ngày hôm nay Giải đặc biệt ở đây chúng ta xuất hiện là con số 9 tiếp tục xuống giải 3 cái vị trí này chúng ta xuất hiện số 0 vậy kết hợp với nhau chúng ta có vị trí của9009 rồi Đối với cái vị trí của chính hôm chín này thì anh em đang nghiêng về cho mình là cả cặp song thủ lô. Còn đối với những anh em nào mà chơi về bạch thủ ấy, anh em nào ít vốn mà chơi bạch thủ ấy thì cá nhân của mình thì mình đang đưa này mình đợi mình có chốt. Đây, về vị trí của bạch thủ ấy thì mọi người có thể lựa chọn cho mình là con số 09. Đó. Về vị trí bạch thủ nhá, thì anh em có thể lựa chọn cho mình là con số 09. Số mọi người thả lưu lại cho mình những cái chú ý này. Rồi tiếp tục thì mình cũng sẽ triển khai cho mọi người một cái đường cầu lửa cũng của cầu lô và chúng ta kết hợp hai đường cầu với nhau chúng ta sẽ có một số cặp xiên hai để cho buổi chiều ngày hôm nay. Ở vị trí đường cầu thứ hai này, đường cầu này cực kỳ đơn giản và hiệu quả luôn. Đó, ngay cái bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua, mình xin lỗi là ngày hôm kia cho ngày hôm qua nhá. Tại giải đặc biệt, mọi người kết hợp cho mình là hai cái con số đầu tiên. Đây xuất hiện là 81 thì chúng ta kết hợp với nhau chúng ta có 818. Thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua thì nó cũng đã trả cho chúng ta là con số 81 ở đây. 18 thì không có nhưng trả về 81. Mình sẽ phân tích trực tiếp này. Thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua hai con số đầu tiên giải đặc biệt chúng ta có 0 và 4. Đó thì đơn giản nó sẽ trả về là cặp 040. Đó cực kỳ đơn giản. Trả cho anh em là 040. Đây là về vị trí của song thủ. Đó, đây là cặp song thủ lô mọi người nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta kết hợp hai cặp số với nhau, chúng ta sẽ có cho mình là bốn cặp xin 2. Nếu mà bốn cặp xin 2 để một người chơi cho mình một cặp. Có nghĩa là anh em chơi cả bốn mà được một thì chúng ta vẫn chiến thắng. Ví dụ anh em nhá. Ví dụ anh em đánh bốn cặp cho mình là mỗi cặp 500 và chúng ta đánh bốn cặp là chúng ta mất 2 triệu. Và nếu được một cặp thì chúng ta được cặp 500 chúng ta vẫn được 5 triệu và trừ đi cái chi phí đánh 2 triệu chúng ta vẫn dư ra 3 triệu, đúng không ạ? Đó. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ có những cái vị trí xiên 2 này. Chúng ta có 04 09 04 90. Đây hai cặp số đầu tiên. Tiếp tục hai cặp số cuối thì chúng ta đảo ngược lại là cái cặp 04 thì thành 40. 09 và 40 90. Đó cơ kìa đơn giản luôn. Và cũng còn một cái vấn đề nữa cũng cực kỳ là quan trọng Mình muốn gửi tất cả mọi người Thì hiện tại thì bây giờ ngày hôm nay cũng là ngày 12 rồi Không còn mấy nữa là chúng ta cũng như hội đồng sổ số, số là nghỉ Tết đúng không ạ Nên anh em nào mà vẫn tiếp tục chơi Thì mọi người phải hết sức lưu ý cho mình Để tránh cái tình trạng nó bị xa bờ Vì gần Tết này nó cái thời gian nó cực kỳ là nhạy cảm Nên để làm sao cho anh em một cách nó an toàn Thứ nhất là an toàn Thứ hai nó lại đem lại cái hiệu quả thì mình đồng hành cùng anh em ở trên Zalo. Có những anh em nào mà cần mình hỗ trợ Và những cái phương pháp chơi và những cái con số và những cái tỷ lệ ok hơn thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến Zalo cho mình là 0379 419 2007. Anh em không dùng Zalo thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình đều được. Cũng là 0379 419 207. Đó, mình sẽ hỗ trợ cho anh em nhé. Thứ nhất là từ những cách chơi này, hai là vào tiền làm sao cho nó hợp lý này, phương pháp chơi cho hiệu quả này và thứ ba đặc biệt quan trọng hơn là những cái con số đó là chuẩn và chính xác và mình sẽ hỗ trợ cho anh em 100 là phí sau giờ quay nhá đó ok và đó cũng là một số lưu ý của mình muốn gửi tất cả mọi người đang theo dõi video đây và cũng như hàng ngày thì mình cũng xin kết thúc video tại đây và chúc mọi người là xem video vui vẻ buổi chiều ngày mai đại thắng và tiếp tục hẹn mọi người ở bảng kết quả mở thưởng buổi tối ngày hôm nay chào tất cả anh em nhé